đang dùng thai và trúng thưởng đồng vàng trong chương trình khuyến mãi thần tài gõ cửa của Thai Suy Sạch mới. Chào bác, ở nhà bác cũng có một vạch thai không? Có thai nè. Đúng rồi, vậy thì bác chưa được thưởng một đồng vàng. Nhưng tôi về báo rồi nữa, về báo máy nó hay ra tôi lông đào lên đó mấy cái là báo này thường thật thai này nó sống cả giờ tôi cứ nghe thuyết cái phần này. Bạn sẽ là người kế tiếp quả đồng vàng đấy.